cho mặt các bạn là thực sự là mình rất là khá ấn tượng với cái loại này. Các bạn thấy con mầm ra không? Đấy, tên của thằng này gọi là kim điệp nhựa. Mình được cái bà bán hàng cho một cây này và mình tưởng chết rồi mình vứt đây. Ai ngờ nó ra cái mầm, thấy không? Ra rễ rễ, đấy, đấy, thấy không? Đấy, đấy. Rất là ấn tượng với cái điều đấy. Mình thấy rất là thật sự là sức sống rất là mạnh liệt. Mình vứt thế thôi đâu có chăm gì đâu. Đấy các bạn thấy không? Rễ ra rất là nhiều. Sức sống rất là mạnh liệt. Mà trong khi cây này khô mà mình bị tưới nước thì chả làm gì hết. Buộc đây là sức sống rồi kệ thôi. Rễ ra này chúc vật bà cũng sống rồi nè. Mật đỏ này, loại này khó trồng rồi. Cũng ấy này cũng đã mầm rồi. Sức sống mạnh liệt. Đấy các bạn thấy không? Rễ nó kìa, đấy thấy không? Phát triển cực kỳ phát triển. Chủ yếu là các bạn phải tưới nước nhiều cho nó thôi. Mầm rất là mầm, rất là đẹp. Không ổn rồi, mình phải di chuyển cái chậu này thôi. Xin chào các bạn.